Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chào buổi tối ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Đồng hành với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, tôi là Vân Trang. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Rét hại kéo dài, nhiều người đốt than để sưởi ấm. Tuy nhiên mới đây, cả một gia đình ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu vì sơ ý trong lúc sưởi than. Nhiều trẻ em đã khỏi COVID-19 nhưng vẫn mắc nhiều di chứng khiến bố mẹ lo lắng, phải đưa đi khám và điều trị hậu COVID-19. Làm thế nào để không hoang mang lo lắng khi mắc COVID-19 và phải tự điều trị tại nhà? Liệu có nên mua thuốc chữa COVID-19 đang được bán tràn lan trên mạng hay không? Người đàn ông Ấn Độ cưới 27 vợ trong 43 năm để lừa tiền các quá phụ Mở đầu thông tin ngày hôm nay sẽ là tin tức liên quan đến tình hình thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, co do trong cái giá rét suốt mấy ngày qua, người dân miền Bắc đang rất mong chờ những ngày nắng ấm áp sắp tới. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì đêm nay ngày 22 tháng 2, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 tới 11 độ C. Vùng núi chỉ trong khoảng là 3 đến 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi còn dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá mưa tuyết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 tới 11 độ. Do không khí lạnh lại được tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời ít mưa, ngày có nắng, trời rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 2. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 18 giờ ngày hôm nay, đợt rét đậm rét hại đã làm cho 1.010 con gia súc bị chết rét. Cũng liên quan đến thông tin này thì thưa quý vị và các bạn, giá rét không chỉ khiến cho bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng cao mà những ca cấp cứu vì tránh rét cũng xuất hiện. Hiện thì trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, trong đó thì có một gia đình 3 người mới nhập viện cấp cứu do sưởi ấm bằng bếp than tổ ong. Bệnh nhân nữ 26 tuổi đang nằm điều trị cùng giường với con trai là 7 tuổi, còn mẹ già 68 tuổi thì bị ngộ độc nặng hơn, đang được chăm sóc ở phòng bệnh khác. Cả ba bệnh nhân là người ở dân tộc Thái, Tuần Giáo, Điện Biên, hiện đang thuê nhà ở Hà Nội để học tập và chữa bệnh. Phòng trọ thì rộng chừng 10m2, được xây khép kín. Vào chiều ngày 20 tháng 2, do thời tiết giá rét nên chị Hải đã đốt bếp than tổ ong, mang vào nhà sửa cho con tắm. Đến tầm 22 giờ thì con trai của chị có biểu hiện buồn nôn và đau đầu. Sau đó thì chị và mẹ cũng tiếp tục có những biểu hiện tương tự. Cả gia đình đã được đưa đến trung tâm chống độc cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, đau đầu, nồng độ CO trong máu cao. Và may mắn là cả ba đều đã qua cơn nguy kịch. Ngoài ra trung tâm cũng đang điều trị cho một nữ bệnh nhân là 62 tuổi ở Thanh Hóa, bị ngộ độc khí than cách đây 1,5 tháng, hiện vẫn ở trong tình trạng có biến chứng não, rối loạn tâm thần kinh. Người chồng của bệnh nhân này đã tử vong tại nhà ngay hôm xảy ra ngộ độc khí than. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi, đốt than để sưởi ấm hoặc là nấu nướng trong không gian kín, kể cả là dùng khí ga, bởi là khi đốt thì oxy sẽ tiêu hao dần. Trong khi đó thì khí CO độc hại sẽ ngày càng tăng. Hai tác động đồng thời này là những nguy cơ khiến cho những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào tử vong lúc nào mà không biết. trở ra những thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam chưa có con số thống kê chính xác nhưng mà gần đây thì ngày càng nhiều trẻ mắc Covid-19 đặc biệt là sau khi mà nhiều trường đón học sinh trở lại thậm chí ngay cả khi đã xét nghiệm âm tính thì nhiều trẻ vẫn gặp phải các di chứng nghiêm trọng khiến cho bố mẹ phải vội vã đưa con đi bệnh viện thăm khám từ khi triển khai phòng khám hậu Covid tần suất trẻ đến khám tại bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội ngày càng đông. Trung bình mỗi ngày tại đây khám và tư vấn cho 20 đến 25 cháu, ngày cao điểm có thể từ 30 đến 40 trẻ. Các cháu đến với nhiều triệu chứng đa dạng khác nhau như buồn nôn, đau đầu, thở nặng, đau họng. Dù trẻ con khi mắc COVID-19 nhẹ hơn so với người lớn và các triệu chứng hậu COVID ở trẻ phần lớn là nhẹ, nhưng phụ huynh cũng không nên chủ quan bởi vẫn có những trường hợp rất nặng sau khi âm tính với COVID-19. Tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Nhi Trung ương, trong mấy tuần qua đã tiếp nhận và điều trị hậu COVID-19 cho từ 10 đến 12 trẻ trong tình trạng rất nặng. Đến nay đã có hơn chục cháu có hội chứng MIS, có những cháu bị nặng, sốc, suy đa tạng phải thở máy. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo các bậc phụ huynh không được chủ quan đối với trẻ em nhiễm COVID-19 khi đã âm tính, bởi hệ lụy sau đó thì có rất nhiều vấn đề kèm theo, nhất là khi trẻ đã trở lại trường học tỷ lệ lây nhiễm và mắc sẽ cao. Vì thế mà nếu thấy con đã có kết quả âm tính nhưng vẫn có các dấu hiệu mệt mỏi, chưa trở lại mức sinh hoạt như ngày trước thì phụ huynh nên đưa con đi khám. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc một nam thanh niên giả giấy tờ mạo nhận bác sĩ để tham gia đội tình nguyện trực tiếp điều trị cho F0 tại một khu cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh, được một tờ báo đăng tải vào sáng nay ngày 22 tháng 2. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giao thanh tra sở phối hợp với công an vào cuộc điều tra làm rõ. Vụ việc xảy ra từ tháng 7 năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, một người giả danh bác sĩ đã tham gia vào việc phục vụ điều trị, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện, báo tử vong của các ca F0 tại khu cách ly và điều trị Covid-19 ở Cao đẳng Điện lực tại quận 12. Theo đó, người này dùng thẻ sinh viên giả tên Nguyễn Quốc Khiêm đăng ký làm tình nguyện viên tại khu cách ly cùng 7 sinh viên khác của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian giả làm bác sĩ tham gia điều trị trong khu cách ly, Nguyễn Quốc Khiêm còn tự nhận mình là thạc sĩ, bác sĩ, đang làm việc tại khoa tim mạch bệnh viện trợ rẫy. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận không có bác sĩ nào tên Nguyễn Quốc Khiêm. Còn đại diện trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết, lấy danh sách tình nguyện viên sau khi kêu gọi trên nhóm Zalo nội bộ của sinh viên trường, trường không rõ vì sao khiêm lọt được vào nhóm này. Trả lời một cơ quan báo chí trong ngày hôm nay thì nhân vật Nguyễn Quốc Khiêm này cho biết rất buồn vì lỗi lầm của mình. Anh này thú nhận là từng học cao đẳng Sài Gòn gia định hệ trung cấp chuyên môn y sĩ đa khoa và sau khi ra trường chưa từng làm ở đâu. Ban đầu khi dịch mới bùng phát thì anh tham gia trong đội lấy mẫu cộng đồng của quận 3. Sau đó thì lên mạng thấy Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tuyển tình nguyện viên nên đã ghi danh. Các giấy tờ bằng khen hay là thẻ sinh viên do anh này làm giả để được chấp nhận. Khi vào đến khu cách ly thì anh cũng chỉ phát thuốc men cho người bệnh theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Và anh này cũng khẳng định mục đích của mình hoàn toàn là muốn làm tình nguyện, chứ không có ý trục lợi gì. Từ khi đi chống dịch đến giờ thì chỉ nhận một lần hỗ trợ là 6 triệu đồng. Chuyển sang một thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Vào ngày hôm nay ngày 22 tháng 2 thì Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng với công an thành phố Dị An tỉnh Bình Dương điều tra xác minh thông tin một nam sinh báo tin bị khống chế, bắt trói, cướp tài sản. Vụ việc xuất phát từ một clip được đăng trên mạng xã hội vào tối ngày 21 tháng 2. clip ghi lại cảnh một nam sinh được cho là nạn nhân kể lại anh này vừa ra khỏi thang máy của tầng 2 thì bất ngờ bị một người đàn ông khống chế kéo vào cầu thang bộ. Tại đây nam sinh và đối tượng vật lộn nhau, sau đó thì nam sinh bị đối tượng trói lại, cởi hết quần áo trên người chỉ còn lại chiếc quần đùi. Sau khi đối tượng bỏ đi thì nam sinh đi theo cầu thang bộ lên tầng trên cầu cứu và được các bạn phát hiện. Nạn nhân cho hay bị cướp mất một chiếc iPhone 11, ngoài ra ví tiền và laptop vẫn còn. Đại diện trung tâm quản lý ký túc xá cho hay có nắm được thông tin sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội và đã cho trưởng nhà B4 xác minh làm rõ. Ngày hôm nay thì công an thành phố Dị An tỉnh Bình Dương đã mời nam sinh viên trong clip lên để làm việc. Tuy nhiên do nam sinh viên khai báo vòng vo, chưa đúng sự thật nên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc này. Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là ký túc xá lớn nhất cả nước với khả năng phục vụ hơn 20.000 người cùng lúc. Ký túc xá này trước đó được trưng dụng là nơi cách ly chống dịch và chỉ vừa đón sinh viên trở lại mới đây. Thưa quý vị, từ hôm qua đến nay thì dư luận xôn xao trước vụ công ty bất động sản ở Bình Dương vào Bình Phước dựng dạp rồi diễn cảnh đặt cọc mua đất nền như mua rau ngoài chợ, tạo tâm lý sốt đất ảo. Ngành chức năng cho biết đang họp khẩn để xử lý nghiêm công ty bất động sản này. Theo đó, vào ngày hôm qua 21 tháng 2, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh lãnh đạo và nhân viên của một công ty bất động sản liên tục chạy, chốt giá đất nền tạo nên một cơn sốt đất. Clip dài khoảng 4 phút ghi lại ở một bãi đất trống, bên cạnh con đường thì có rất nhiều xe ô tô đỗ hàng dài. Một số nhân viên của công ty bất động sản mặc vest, cầm cặp da và sổ đỏ chạy đi chạy lại thông báo chốt cọc với một MC. Nhân viên công ty bất động sản liên tục từ khu lều bạt chạy đến chỗ MC thông báo các lô đất đã có khách đặt cọc. Các chuyên gia bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò gian dự làm thị trường ảo. Được biết, khu đất trên thuộc tổ 5, ấp đồi đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Chính quyền khẳng định khu đất nơi quay clip có diện tích khoảng 1 hecta là đất nông nghiệp được công ty bất động sản mua lại và tự phân ra từng lô nhỏ để bán, không thuộc dự án bất động sản nào được phép giao dịch. Hiện lực lượng chức năng xã Lộc Khánh đã mời một số người liên quan về làm việc và lập biên bản về hành vi tập trung đông người không xin phép. Còn đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh cho biết, huyện đã yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo đúng quy định. về các thông tin quốc tế. Tại Ấn Độ, phụ nữ đã ly hôn hoặc là hóa chồng thường không có địa vị trong xã hội. Chính vì vậy mà những người này thường mong muốn tìm một người đàn ông ở bên để giúp họ có một chỗ đứng. Lợi dụng tâm lý này mà một người đàn ông 65 tuổi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục phụ nữ trong suốt hơn 40 năm qua. Ramesh Chandra Swan, 65 tuổi, sống tại bang Orissa thuộc miền đông Ấn Độ, bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 13 tháng 2 vì hành vi lừa tiền của 27 người phụ nữ trong vòng 43 năm qua. Cuộc điều tra của cảnh sát Ấn Độ cho thấy ông Swan giả danh là quan chức y tế để có thể vắng mặt trong thời gian dài vì phải đi công tác ở những nơi xa xôi. Ông thường tìm những người phụ nữ trung niên đã ly hôn, đang muốn tìm bạn đời, sau đó lừa họ chuyển tiền, nói dối rằng để lo liệu cho việc khẩn cấp rồi bỏ trốn. Cảnh sát phát hiện ông Swan có 14 tài khoản ngân hàng, 11 thẻ ngân hàng và 5 tấm căn cước cũng như danh bạ chứa một số lượng lớn số điện thoại của nhiều phụ nữ, được phân loại theo nghề nghiệp và nơi ở. Nếu bị kết tội lừa đảo, Swan có thể phải đối mặt với mức án là 7 năm tù giam. Bảo vệ và yêu thương con cái là điều mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng muốn làm cho con mình. Thế nhưng đứng trước những hành vi sai trái của con thì các bậc phụ huynh cần nghiêm khắc dạy dỗ để chúng có được những bài học và không lặp lại sai lầm. Một người mẹ tại Mỹ đã giao nộp con trai cho cảnh sát sau khi biết anh này là nghi phạm vụ cướp trên một chuyến tàu điện ngầm. Kian Brown, 18 tuổi, sinh viên năm 2 ở Đại học Chicago, bị cáo buộc là dùng súng cấp khoảng 110 đô la Mỹ tiền mặt của nhân viên soát vé trên một chuyến tàu vào ngày 18 tháng 2. Do đeo bịt mặt mà jian tự tin là không ai nhận ra và tới lớp học như bình thường. Tuy nhiên, mẹ của nam sinh lập tức nhận ra con trai khi bản tin về vụ cướp được phát sóng. Bà này sau đó kéo con tới đồn cảnh sát đầu thú. Nam sinh này khẳng định khẩu súng mình dùng để đe dọa chỉ là súng bắn đạn bi. Tại phiên điều trần, luật sư của jian cho biết thân thủ thân chủ của mình phạm tội vì đói và chỉ muốn ăn gì đó trước khi đến lớp. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ lời báo chữa này và ra lệnh bắt giam nam sinh viên. Thưa quý vị, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã và đang được áp dụng rộng rãi hiện nay và dần trở nên gần gũi trong đời sống nhờ khả năng bảo mật với độ chính xác cao. Cũng nhờ công nghệ hiện đại này, thì một cặp vợ chồng ở Mexico đã tìm lại được người con bị bắt cóc bằng cách là dùng ảnh sơ sinh từ 16 năm trước. Vợ chồng anh Yasi có con trai bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 12 năm 2005 tại bệnh viện ở bang Jalisco, Mexico. Sau nhiều năm tìm kiếm mà không có kết quả, vào tháng 9 năm 2021, thì Viện Khoa học Pháp Y bang Jalisco đã phân tích khuôn mặt hiện tại của cậu bé bằng việc sử dụng bức ảnh mà vợ chồng Yasi đang bồng con ngày sơ sinh. Vài tháng sau thì các điều tra viên bắt gặp một thiếu niên có đặc điểm rất giống với phân tích của họ, có tên là Salvador, đang sống với một gia đình khác ở El Santo, ngoại ô của thành phố Guadalajara. Các nhà chức trách đã đối chiếu ADN của cậu bé với các vợ chồng và kết quả trùng khớp đến 99,99%. ,99%. Salvador chính là đứa con bị bắt cóc của vợ chồng Rossi và hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc. Thưa quý vị, công nghệ nhận diện khuôn mặt có khả năng mô tả gương mặt của một người thay đổi như thế nào sau nhiều năm. Chỉ cần hình ảnh và thông tin, độ tuổi của nhân vật trong thời điểm hiện tại thì hệ thống có thể đưa ra kết quả dự đoán có độ chính xác cao. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp cảnh sát phá những vụ án bắt cóc hoặc mất tích nan giải. Thưa quý vị và các bạn, khi phát hiện mắc Covid-19 thì hầu hết người dân đều có tâm lý là hoang mang lo lắng. Nhiều người tìm kiếm các thông tin thuốc chữa bệnh trên các trang mạng xã hội. Thời gian gần đây thì các loại thuốc kháng virus sách tay từ nước ngoài về cũng được nhiều người lùng sụp. Vậy thì F0 điều trị tại nhà cần làm gì để nhanh khỏi bệnh? Liệu có nên mua thuốc uh, tự chữa F0 bán trên mạng hay không? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong chuyện tối nay ngày hôm nay với khách mời là thạc sĩ bác sĩ Tô Hoàng Dương, phó trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. À, đầu tiên thì xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với trường quay ngày hôm nay ạ Vâng thưa anh ừ. cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới anh đó là anh là một người mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc là tiếp xúc với F0 này và sau đó là điều trị cho các F0 và đồng hành cùng với F0 đặc biệt là trong khoảng thời gian này chúng ta thấy là có rất là nhiều F0 đang tự điều trị tại nhà. Vậy thì anh có thể cho biết là khi mà mới biết tin mình là F0, khi mà biết tin mình là mắc bệnh thì tâm lý và phản ứng của người mắc virus SARS-CoV-2 sẽ như thế nào ạ? Vâng, xin chào chị Vân Trang cũng như xin kính chào các quý vị khán giả của Đài truyền hình kỹ uh, thuật số VTC14. Uh, trong cái thời gian qua thì uh, chúng ta đã có 3 năm chúng ta trải nghiệm với cái đại dịch Covid-19 này và bản thân với tư cách là một bác sĩ như chúng tôi thì uh, không những là điều trị uh, và đồng hành cùng với các uh, bệnh nhân F0 tại Hà Nội thì chúng tôi cũng đã có một cái khoảng thời gian trải nghiệm À, hơn 2 tháng ở uh, tăng cường ở chống dịch cho các cái tỉnh phía Nam và trong cái thời gian qua thì chúng tôi tăng cường cho tỉnh Tiền Giang và đó cũng là những cái cơ hội mà chúng tôi tích lũy được rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái quá trình điều trị. Thì trở lại cái câu hỏi của uh, chị Vân Trang thì khi mà một cái bệnh dịch mới xảy ra như này mà nó mang tính chất là bùng phát bùng nổ toàn cầu thì rõ ràng là khi với bất kỳ ai khi người ta biết tin hoặc là có những cái dấu hiệu của một cái F0 thì chắc chắn là sẽ không thể tránh khỏi những cái tâm lý hoang mang lo sợ, hoang mang về cái sức khỏe của bản thân và hoang mang là mình có cái nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và cái cách điều trị, cách theo dõi như thế nào cũng là một cái câu hỏi lớn. Dạ, vâng ạ à. À, rõ ràng là mọi người đầu cái điều đầu tiên là hoang mang lo lắng và đặc biệt là lo lắng cho những người thân đúng không ạ bởi vì rất dễ là có thể mắc và nếu như bản thân mình mắc thì không sao nếu như là người cao tuổi trong nhà có người cao tuổi hay là có người có bệnh lý nền thì quả thực rằng là cái việc tự điều trị à, chăm sóc bản thân rồi là cách ly với những người khác là cái điều vô cùng quan trọng à, vậy thì thưa anh thêm một cái điều nữa mà chúng tôi à, muốn anh chia sẻ với quý vị khán giả đó là như là cái thực trạng mà chúng tôi đã à. nhắc tới trong đầu tiểu mục thì bởi vì cái tâm trạng hoang mang lo lắng đó mà đã có rất là nhiều người họ cũng đã lùng sụp tìm kiếm những loại thuốc đặc và có những loại thuốc thì đã được bộ y tế cấp phép nhưng cũng có những loại thuốc mà cái người sử dụng họ không thể nào kiểm định được nguồn gốc cũng như là chất lượng vậy thì cái điều này có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ như thế nào ạ? Oh, vâng ạ trước cái sự bùng nổ của các vấn đề đại dịch trong ở Việt Nam cũng như toàn cầu nói chung và đặc biệt trong cái thời gian qua thì cái số lượng bệnh nhân mắc F0 ở Hà Nội thì tăng lên rất là đáng kể và trong qua các cái thông tin phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta đều biết là trong những cái thời gian gần đây là Hà Nội là đứng đầu bảng về cái số lượng người bệnh mắc Covid thì rõ ràng đó là một cái thách thức một cái sự quá tải đối với toàn bộ hệ thống y tế cũng như các cái đơn vị chức năng rõ ràng cái nhu cầu được uh, tư vấn, được giám sát của người dân nó đã vượt quá cái uh, sự cung cấp của hệ thống y tế uh, nên là ngoài cái câu chuyện về hoang mang thì người dân uh, đã sẽ rơi vào một cái tình trạng cái tâm lý là chúng ta sẽ tự lo cho cho bản thân mình và trong đó thì tìm kiếm các cái nguồn thông tin xem là chuẩn đoán theo dõi điều trị như nào sử dụng gọi là bác sĩ Google đấy. Ngoài ra thì sao là các cái vấn đề về cung ứng thuốc thì rõ ràng là với một cái sự bùng nổ đấy thì cũng không thể ngay một lập tức là chúng ta có thể cung ứng đầy đủ được. thì sẽ có một cái tình trạng thực trạng là sẽ sử dụng các cái thuốc không rõ nguồn gốc thì một là sao là các cái thuốc đấy vì không có nguồn gốc nên cũng không hay đảm bảo được cái vấn đề chất lượng nó sản xuất như nào. Thứ hai nữa là các cái vấn đề về chỉ định hay chống chỉ định thì thường nó sẽ rất là, là được sử dụng một cách lạm dụng thậm chí bừa bãi và không phải là cái thuốc nào cũng cũng được sử dụng cho tất cả mọi cái đối tượng f0 khác nhau mỗi người lớn tuổi khác phụ nữ có thai hoặc là trẻ em cũng sẽ khác và ngoài ra thì cái việc sử dụng thuốc mà không có cái sự tư vấn cũng như theo dõi của cán bộ nhân viên y tế thì chúng ta sẽ không thể biết được cái đáp ứng điều trị như nào các cái tác dụng phụ như thế nào vâng thế nhưng mà người dân thì vẫn rất là hoang mang lo lắng bởi vì chúng ta đều biết là virus SARS-CoV-2 là một loại virus mới và chúng ta vẫn đang phải từng ngày mầy mò cách để đối phó với nó à, và đối với những người bệnh thì quả thực rằng là trong khoảng thời gian vừa rồi thì trên mạng xã hội có rất là nhiều những cái nguồn thông tin người thì bảo nên làm thế này người thì bảo nên làm thế kia rồi có những người mà sau khi họ đã chữa khỏi rồi họ cũng rồi. chia sẻ lại kinh nghiệm cho những cái người mà sau này mới mắc vậy thì bác sĩ có những cái điều gì có những cái lời khuyên nào tới quý vị khán giả là khi mà chúng ta mắc COVID-19 thì chúng ta nên tự điều trị như thế nào và liệu chúng ta có nên nghe theo những cái lời khuyên trên mạng xã hội không ạ? Vâng. Ờ, thực ra thì cũng không thể phủ nhận được cái câu chuyện là gọi là chữa bệnh bằng chất truyền miệng rồi là bác sĩ Google đó là một cái thực trạng ở ở nước nước của chúng ta. À, tuy nhiên là chúng tôi cũng vẫn khuyến cáo một cái điều rất là quan trọng đó là vì cả là cái câu chuyện về chuyên môn lên tất cả những cái thông tin đều phải có cái tính chất tinh thống. Chính giống thứ nhất là các cái khuyến cáo của Bộ Y tế về chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid nói chung và chăm sóc bệnh nhân F0 ở nhà nói riêng thì thường xuyên được cập nhật, được khuyến cáo. Chúng tôi ở trong ngành y tế đã được tập huấn, được update một cách rất là kịp thời. Ngoài ra thì các bệnh nhân F0 ở trong cộng đồng thì có thể là căn cứ vào các cái nguồn thông tin một cách chính thống nữa đó là các cái trang web của Bộ Y tế, dạ. của các cái bệnh viện lớn các tác giả rồi các chuyên gia về y tế phát biểu thì đấy là những cái thông tin chính thống. Thêm vào nữa là trong cái thời gian qua thì rất nhiều các cán bộ y tế đã tham gia vào các cái mạng lưới bác sĩ đồng hành rồi là tổng đài 1080 nhằm lỗ lực để cung cấp những cái thông tin mang tính chất là chính thống và đồng hành với từng người bệnh F0 từ cái lúc chuẩn đoán trong cái quá trình theo dõi sử dụng thuốc, phát hiện những cái biến chứng và có những cái sự tư vấn trường hợp nào có thể yên tâm điều trị ở nhà, trường hợp nào có các cái dấu hiệu chuyển nặng thì sẽ đề nghị để nhập viện sớm để tránh những cái hậu quả đáng tiếc. Vâng ạ, đây là điều vô cùng quan trọng ở thời điểm này đối với những người mắc COVID-19, bởi vì là sự tư vấn của bác sĩ bao giờ cũng là ừ. những cái kim chỉ nam để họ có thể làm thế nào, họ bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và cả gia đình và cộng đồng nữa. Tuy nhiên có một cái điều mà không chỉ là những cái bài thuốc hay là những cái kinh nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội mà còn có những người lo lắng đến cái mức là uh, mua những cái thuốc kháng virus về để tích trữ thậm chí là uống trước khi mà có những cái dấu hiệu chuyển nặng. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn đó là trong trường hợp nào thì những người mắc COVID-19 mới cần sử dụng đến thuốc kháng virus ạ? vâng về uh, thuốc kháng virus thì hiện nay thì uh, trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái hàng sách tay hàng sôi nổi hàng không rõ nguồn gốc thì uh, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và có rất nhiều trong cái số đó thì uh, bản chất nó là các cái thuốc ở nước ngoài người ta dùng để uh, để điều trị các loại cúm của đường hô hấp uh, ví dụ như adenovirus cúm virus uh, cúm A cúm B là những cái cúm thông thường đã có rất nhiều nghiên cứu rằng là nó có cái tác dụng cho cái điều trị virus Covid-19 hay không thì rất nhiều các nghiên cứu đã trả lời câu hỏi là là không có tác dụng và không những thế lại đem lại rất là nhiều những cái tác dụng không mong muốn đặc biệt là trên đường tiêu hóa thì những cái đó thì các cái nghiên cứu đã chứng minh rồi. Hiện nay thì theo thông tin của Bộ Y tế thì chúng ta mới chỉ có cấp phép cho ba cái Đúng loại ạ. thuốc mà được uh, sử dụng áp dụng để cho điều trị uh, Covid-19 đó là pha uh, vi uh, Ravia, uh, -vi -ra và Remdesivir. Dạ. thì hai cái cái thuốc uống ấy, thì nó sẽ dành cho các cái bệnh nhân mà có cái triệu chứng từ nhẹ đến trung bình tức là các bệnh nhân điều trị ở nhà. Thế còn ran và Sivir thì là cái thuốc sử dụng đường tĩnh mạch thì chắc chắn là sử dụng trong cơ sở y tế rồi. Thế thì chúng ta sẽ trở lại cái cái, cái nội dung câu hỏi tức là ngoài ba cái thuốc đó ra thì rõ ràng ở ở Việt Nam chúng ta hiện nay là những cái thuốc khác là không có tác dụng. Đó. Thứ hai nữa là các cái bình, người bệnh mà F0 nhưng không có triệu chứng thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta chưa phải sử dụng các cái thuốc kháng virus này, chúng ta chỉ theo dõi dùng các cái thuốc một chút, Các cái thuốc nâng cao thể trạng, nghỉ ngơi thôi. Thế còn bản thân khi mà các cái trường hợp ví dụ như là F0 và mức độ bắt đầu có triệu chứng từ mức độ nhẹ đến trung bình, tức là theo dõi điều trị ở nhà thì có thể cân nhắc sử dụng các cái thuốc kháng virus đừng uống. Tuy nhiên là chúng ta sẽ lưu ý. Mấy vấn đề như sau, mỗi một cái loại thuốc đó thì nó lại có các cái chống chỉ định. Dạ. Thường thứ nhất là những cái chống chỉ định chính, ví dụ như là không sử dụng cho uh, trẻ dưới 18 tuổi vì đa phần là những cái thuốc này nó nó tác động vào cái cơ chế về gen một số cái thì nó tác dụng uh, trên cái sự phát triển của uh, các cái mô sụn thì nó à cũng ảnh hưởng thứ hai nữa cái nhóm là các cái phụ nữ có thai và cho con bú hoặc là những cái người mà có dự kiến có thai thì cũng sẽ 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 không có cái chỉ định trong câu chuyện này ngoài ra thì thuốc cũng có những cái tác uh, dụng phụ không mong muốn và có những cái uh, chống chỉ định cho các cái trường hợp mà suy uh, thận uh, với mức lọc cầu thận là suy thận nặng mức lọc cầu thận dưới 30 hoặc các cái trường hợp mà có suy gan hoặc các cái rối loạn đông máu thì cũng hết sức là cân nhắc tức là nếu chúng ta cần yeah. dùng thì chúng ta cần phải chú ý rất là nhiều những cái vấn đề đúng không yeah. và chủ yếu là chúng ta cũng cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ đồng hành yeah. và đó cũng là một trong những cái thông tin mà rất là hữu ích để cho yeah. quý vị khán giả có thể nhận biết được và chúng ta cũng là một trong những cái lời khuyên để cho quý vị khán giả chúng ta tự biết bảo vệ bản thân mình yeah. và cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay yeah. và hy vọng rằng là thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta các f không thì cũng sẽ vững vàng hơn và chúng ta sẽ sớm tìm lại được cái sức khỏe và bảo vệ cho sức khỏe bản thân gia đình cũng như là cộng đồng một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ thưa quý vị và các bạn câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại